Rồi, xin chào anh em ha. Hôm nay em lại tiếp tục lên cho anh em một cái lô máy là 22 cây. Gồm cho anh em là 4 cây đeo lưng và 18 cây máy cặn. Đeo lưng hôm nay có cho anh em một con Echo 26. Con này có đề anh em, đặc biệt là tấm gời luôn. Một con Tanaka Bugi đứng 27C 35 ly tem còn luôn anh em, rất là đẹp luôn ha. Một con Echo Yanma 23 áo đỏ ao luôn anh em, như một con máy thùng. Echo Khủng Long Băng Cỏ phiên bản này hơi lạ anh em, phiên bản đeo lưng nha. Một con Shindewa S35 máy bình sân trên siêu khỏe, siêu đập cước cho anh em luôn. TL261, TL26 ha. Maru 26 đầu vuông. Echo Kiwis 265. Maru 26. Tanaka tổ ong. Phía trên có cho anh em một con Mitsubishi TL201 anh em, đặc biệt tum gời. Mitsubishi TM24 tum gời luôn nha. Maru 23 tum gời. Estin trợ lực. Quá đẹp luôn anh em ơi. Tum của nó ao nè. Xuất sắc luôn ha. Maru 23 áo xanh vàng. Mitsubishi T130 tum gời. TD24 tum gời. Con này mà anh em cái xịt thuốc là anh em chạy 5-6S là như chơi luôn nè. Con này chạy rất là khỏe anh em. Hitachi, hay còn gọi là tên con này Hitachi, nhưng mà cái tên phía sau đây là Hikoki nha anh em. Con này ảo bị lai gì anh em ơi. 32 ly nha. Nói chung thì hình thức thì giống như con Hitachi vậy đó. Tanaka 2 chấm ha. Maru 20. Và con đầu tiên là con Gobincock siêu gọn nhẹ luôn nha. Anh em chốt máy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em 0917414042. Số này có Zalo ha. Kênh YouTube của em là cửa hàng Mai Văn Tèo nha anh em. Hình thức mua bán bên em phải gọi là cực kỳ đơn giản luôn. Khi mà anh em chốt hàng thì sẽ được miễn phí ship, không cần phải đặt cọc trước và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận. Hàng tới nơi anh em có quyền được kiểm tra, có quyền được test hàng, thử hàng ok hết thì anh em mới trả tiền. Hôm nay em lên clip cho anh em là ngày 24 tây tháng 7 và cái chữ cái là chữ V. Khi mà anh em chốt hàng thì anh em chỉ việc nói cái mã máy thôi. Ví dụ như con này V4 đó, thì anh em nói ừ thấy con này đẹp quá, rồi anh chốt con V4 là em biết máy anh em. Chứ anh em đừng có diễn tả hình dáng chi cho nó phức tạp ha. Địa chỉ cửa hàng của em là Ủy ban xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Thì những anh em lần đầu tiên xem clip nhớ cho em một cái nút đăng ký kênh và kèm theo đó là bật cái chuông thông báo nha anh em. Anh em nhớ bấm chữ tất cả nha, chứ nhiều anh bấm nói bấm đăng ký rồi mà sao em lên clip anh không thấy, là do mấy anh chưa bấm nút tất cả cho nên em lên clip anh chưa có hay. Rồi em vô con đầu tiên là con V1 nha anh em. V1 là con Gobincock hay còn gọi là Makita cốc nha anh em. Cốc ở đây có nghĩa là thể hiện cái sự gọn nhẹ nhỏ hay gọi là mini đó. Con này nồng 30 ly 20cc nha anh em, cực kỳ lợi xăng luôn và rất là nhẹ luôn. Con này xăng nhớt luôn, nó chỉ có 3.3 thôi, rất là nhẹ luôn nha anh em. Con này bình xăng lớn đã thay mới và bình xăng con cũng là hai kim 260 mới anh em. Áo còn đẹp nha, áo zin nguyên bản lốc nè anh em, thấy không, nguyên bản luôn anh em, chưa có mở ốc nồng luôn nè, nguyên zin cho anh em luôn. Tum liền, tum nhựa, công tắc ắn nha anh em. Tay lái lắp đầu bò đầy đủ, con này phù hợp cho anh em mình dùng gia đình ha, cắt cỏ vườn, cỏ nhà, cắt cỏ nhỏ thôi nha anh em, thì cực kỳ hợp lý luôn. V1 giá 1.300.000. V2 là con Maruyama Maru 20 ha, nồng 30 ly 20cc. Con này tình trạng máy nguyên bản cho anh em 100% nha. Bình xăng con, ga ngang quanh gồ, áo màu hồng nha anh em, không nắm khói nha, màu rất là sáng luôn ha. Tum là tum liền, tum nhựa, công tắc là công tắc ắn nha anh em, nguyên bản nằm đây nè, lúc đó là anh em bắn vô ha. Tay lái lắp chắn cỏ đầu bò theo máy hết luôn nha anh em, zin cho anh em 100%, không lai tạp gì vô. V2 giá 1.350.000. V3 V3 là con này là Tanaka hay chống nha anh em, nhưng mà do cái tem của nó bị mắc cái mạc á, mắc cái tem này nè, chụp giật nó mắc cái tem á, cho nên là em dán đỡ cái tem của thằng Makita vô cho đẹp nha anh em. Chứ con này là dòng máy của thằng Tanaka nha.
nồng là 31 ly 21cc. Nói về máy móc tình trạng máy là cho anh em nguyên bản 100% nha. Có cái tem này là tem mới thôi nha anh em, chứ để nói 100% zin hết luôn anh em đấy. Tem mày dán mới mà nó zin à, bởi vì là nói câu nào phải ra chính xác câu đó cho anh em, để anh em nào nhiều anh em muốn bắt lỗi cũng không có ha. Bình xăng con là ga ngang quanh gòn anh em, tum nó là tum liền, tum nhựa ha. Đây phía sau tem zin nè, Tanaka 4 vô mắt nha anh em, công tắc nằm đây ha. 4 vô mắt này có nghĩa là một cái năng lượng tối đa tối thượng đó nha anh em. Nói chung dòng này chạy rất là khỏe luôn, mà anh em nghe tiếng máy thôi anh em cũng biết được cái độ khỏe con này rồi ha. Lắp tay lái đầu bò đầy đủ cho mình hết nha anh em. Ở dưới nó có hai cái chân chổi cho mình nè, giúp cho bình xăng mình không khói đắt cực kỳ cao luôn. V3 giá 1.400.000 nha anh em. V4 tiếng máy nghe quá giòn luôn ha. Thằng này là Hikuki nha anh em. À, tên nó sao mình đọc vậy? Hikuki CG23. Nồng con này 32 ly, nó 23cc nha anh em. Tình trạng máy móc là nguyên zin cho anh em hết nha. Có cái bình xăng con đó, đã rã lên cho anh em hai kim 260 mới. Máy bu ghi đứng, áo thì liền lạc nha anh em, không bể vỡ và còn rất là đẹp không nắm khói nè. Tum đó là tum liền, tum nhựa ha. Tay lái lắp trắng cỏ đầu bò zin anh em, trắng cỏ chà bá luôn, trắng cỏ theo máy nha. Rất là đẹp luôn anh em. Ảo rất là sáng ha. V4 giá 1.400.000. V5 con này đầu clip em vô em có nói với anh em đó, con này nếu mà anh em gắn cái xịt thuốc á, mà ở nhà anh em đang có một cái bơm ti mà gọi là bơm Trung Quốc á nha anh em, tại vì bơm Trung Quốc nó mạnh chứ bơm bãi Nhật nó nhiều khi nó cũng yếu lắm. Bơm ti của thằng Trung Quốc mà anh em gắn cái đầu máy thằng này vô nữa là anh em chạy 5-6 bet là bình thường luôn, chạy cực kỳ khỏe luôn nha anh em. Mà con này nó hay ở chỗ là giá nó cực kỳ rẻ, tại vì do cái hình thức máy nó không có được đẹp cho nên là giá nó rẻ thôi anh em, còn máy móc là em bao cho nên bao ngon bao mạnh và bao bền luôn, bền cho nên tới bây giờ anh em vẫn còn xài được nè. Ha, con nòng 32 ly nó 24cc anh em, dòng Kawasaki TD24. Con này bình xăng lớn đã thay mới nha, và bình xăng con lúc nào cũng vậy, bình xăng con 2 kim 260 mới. Tum gời hỗ trợ cho anh em tháo đầu máy được ha. Rồi, công tắc thì là câu thằng chú của em nghe anh em. Lên mở, xuống tắt nè. Tay lái lắp đầu bò đầy đủ cho anh em hết luôn nha. Xấu xấu mà được cái là nội thất nó ngon nha anh em. V5 giá 1.400.000. V6 V6 là con Mitsubishi T130 anh em. Cái này là cái thằng đời đầu của thằng Mitsubishi nha. Cho nên hình dáng nó nhìn nó có hơi thô thiển với lại nó hơi xấu xíu giống như thằng TD nè. Nhưng mà được cái là máy rất là bền nha anh em, cực kỳ bền luôn. Với lại giá nó rẻ nữa, chỉ có 1.500.000 thôi. Nòng 32 ly 23cc. Thằng này chung với cái đời của thằng 140 anh em. Mà 140 là áo nhựa, còn này nó bằng áo nhôm ha. Công tắc thì nằm phía trước mình luôn nè. Rồi, lên mở, xuống tắt. Bình xăng con 2 kim 260 mới. Con này cũng tum gời tum nhôm như con TD bên đây, anh em có thể tháo gời đầu máy được và anh em gắn xịt thuốc được luôn. Lắp tay lái đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn anh em, do con này nó áo nhôm nhưng mà được cái hình thức nó nhỏ anh em. Con này xăng nhớt luôn khoảng 5kg 5,5kg. V6 giá 1.500.000. V7 V7 là con Maruyama MB23 ha, nòng 32 ly 23cc nha anh em. Tình trạng máy là nguyên bản cho anh em 100% và áo là màu xanh đậm nha anh em. Màu đẹp ha, có cái nó hơi tối thì cái màu tối nó hay ở chỗ là khi mà anh em cắt sình bụng nó văng cũng không thấy con máy nó dơ nha anh em. Con này thì bên hông này cái chỗ nắm này nó hơi nó khắp nắm đen xíu nè. Ha. Đây nắm đen xíu, cái này là do cái ông bên Nhật ông xài ông pha nhớt hơi nhiều cho kỹ máy anh em cho nên nó ra khói nhiều xíu.
coi. Đây, bô thì còn đẹp nha anh em. Tôm đó là tôm liền, tôm nhựa ha. Rồi, lắp tay lái đầu bò đầy đủ cho mình hết nha. Nguyên bản 100% hết cho mình luôn ha. V7 giá 1.500.000 dòng Maru này chỉ cắt đầm máy anh em, ít bị rung lắm. V8 V8 là con Estin FS23 đấy ha anh em, chỗ số 3 này bị chốc. Nòng 32 ly, nó 23cc nha. Tình trạng con này là chụp giật trợ lực lớn có dây thèo. Bình xăng lớn thay mới và bình xăng con cũng mới luôn nha anh em. Còn áo đảo zin nè, cực kỳ đẹp luôn ha. Chưa nắm khối nha anh em. Liên lạc không bể vỡ, bô thì còn mới chát luôn. Con này á tôm liền, được cái tôm nhôm nha, nước sơn như mới luôn nha anh em. Quá đẹp. Con này công tắc nằm trên tay, trắng cỏ, còn bóng lưỡng luôn. Đầu bò zin theo máy luôn nha anh em. Con này phù hợp cho mình dùng gia đình nha. À, trợ lực nè, giật rất là nhẹ nhàng, áo thì như mới luôn. V8 giá 1.550.000 dòng Estin ha. V9 V9 là con Maru 23, nòng là 32 ly, nó 23cc nha anh em. Con này thì tình trạng là nguyên bản nha, nòng niếc này kia bình xăng con zin hết. Chỉ có cái bình xăng lớn này nè, là thay mới nha anh em, do bình xăng zin bị cắn bể ha. Đặc biệt của con này là tâm gời ha, giúp cho anh em mình có thể tháo gời đầu máy được nha. Đây, nè, liên lạc nha anh em. Đó. Con này công tắc là công tắc ấn nha, và đặc biệt nó dùng e tay đỏ tự động nè. Quá đã luôn anh em ơi, Maru mà gắn tay đỏ tự động nữa thì quá ngon luôn ha. Lắp tay lái đầu bò là zin nguyên bản cho mình hết luôn nha, trắng cỏ zin luôn nè nha anh em. Ha. V9 giá 1.600.000 có thể tháo gời đầu máy nha anh em, do con này tâm gời nha. V10 V10 là con Mitsubishi TM24 ha, nòng 33 ly, 24cc nha anh em. Con này thì một cái dòng máy gọi là tầm trung, một cái thời mà nó không mới mà cũng không cũ, được của Mitsu ha. Bình xăng lớn thay mới nha anh em, còn lại cho anh em là zin hết nè. Xăng con 2 kim 260 mới luôn, lóc máy áo chụp giật zin cho anh em 100% luôn nè. Công tắc đó là công tắc ấn nha. Đó, có hai cái điểm mới là cái bình xăng lớn, bình xăng con anh em, còn lại là zin hết cho mình luôn. Tôm mới là tôm gầy, tôm nhôm, và cái bộ chân con này rất là độc lạ nha. Một cái chỗ bảo vệ bình xăng, một chỗ bảo trên bảo vệ trên phần bogie, và một cái phần bên hông này bảo vệ cái áo bô mình nha anh em. Một cái chân chỗ rất là đặc biệt luôn ha. Tôm gầy giúp cho anh em có thể tháo gầy đầu máy nha. Lắp đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn ha. V10 giá 1.600.000. V11 V11 là con Mitsu TL201 nha anh em, nòng 30 ly, con này 20cc, 201 thì nó có trợ lực nha anh em, e là tay đỏ tự động nè, đóng e là nằm ngang nè, lên ra là e tự động nó mở cho mình luôn. Con này á, tôm gời nha anh em, mà nó là tôm nhựa ha, anh em vẫn có thể tháo đầu máy được bình thường nha. Ốc tôm là còn 7 màu cho mình luôn nè, bô thì còn sáng hới luôn ha. Đây, model máy, số seri là 122228. Con này á, chỗ bên cái phần áo bu lửa nè anh em, nó bị mẻ chút xíu nha. Anh em lưu ý giùm em cái chỗ này ha. Đó, tình trạng thì có sai báo vậy. Còn lại là đẹp nha anh em. Nè, không nắm một miếng khối luôn, còn đỏ ao luôn ha. Công tắc là công tắc ấn nè. Con này hiện tại đang dùng là tay đơn nha. Anh em muốn đổi tay đôi thì khi chốt hàng em sẽ đổi cho anh em miễn phí ha. Còn em mà xài tay đơn quen thì em sẽ để nguyên cho mình luôn. V11 giá 1.650.000. V12
V12 là con Tanaka tổ ong nha anh em. Đây, nòng 34 ly, con này nó khoảng 26cc nha. Máy bu ghi đứng nha. Con này anh em nhìn hình dáng rất là kịch cộm, rất là dày dặn luôn. Nhưng mà do là cái áo nó bằng nhựa anh em, nó làm cho cái bờ áo nó bự ra á. Chứ con này nó về phần nặng thì nó khoảng 6kg đâu lại thôi. Xăng nhớt đầy đủ luôn, nó khoảng 5.5-6kg thôi. Cũng khá là nhẹ chứ không có thể nổi là như hình dáng đó nha anh em. E tự động nha. Đó, lên ra nè. Tự động nó mở cho mình luôn. E tự động thì cái đó quá quen rồi, nhưng mà gặp con nào cũng phải làm cho anh em để anh em biết á. Bu ghi đứng ha. Bình xăng lớn zin nha anh em. Xăng con cũng zin cho mình luôn. Tum á là tum liền, tum nhựa nha. Công tắc nằm trên tay ha. Láp trắng cỏ đầu bò đầy đủ nha. Trắng cỏ gửi ra còn mới lắm nha anh em. Con này nguyên bản cho mình hết luôn nè. V12 giá 1.700.000, Tanaka tổ ong ha. V13. V13 là con Maru 26 ha, nòng là 34 ly, 26cc. Này chụp giật trợ lực nha anh em. Bình xăng lớn thay mới nha, còn bình xăng con là zin nè. Con này áo nó màu vàng mà con cái nó hơi nấm đen xíu á, cho nên giá hôm nay em giảm cho anh em còn 1.800.000 nè. Dòng Maru này chạy rất là ngon nha anh em. Tum mới là tum liền, tum nhựa ha. Tay lái láp trắng cỏ đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn nha. Chỉ có cái bình xăng lớn là thay mới thôi, còn lại là nguyên bản cho mình hết luôn. V13 giá 1.800.000. V14. V14 là con Echo Kiwit Echo 265 ha, nòng là 34 ly, 26cc anh em. Tình trạng nguyên bản cho anh em 100% luôn. Chụp giật trợ lực lớn, có da thèo luôn anh em. Áo màu đỏ huyết ha. Tum là tum liền, tum nhôm nha anh em. Đây, Echo 265 ha. Số xe ghi máy là 5501-5403. Made in Japan, đầy đủ cho mình hết luôn. Con này á, đặc biệt nó dùng là ga bóp nha anh em. Bóp zin nè. Công tắc nằm trên tay, trắng cỏ mà nó còn cái mã code luôn là anh em biết cái độ mới này. Ha, này anh em gắn cái mã code cho là còn mới đẹp, cực xuất sắc luôn nha. Quá đẹp luôn, trắng tươi ha. V14 giá 1.900.000. V15. V15 là Maru 26, Maru đầu vuông nha anh em. Áo còn đỏ ao luôn, quá đẹp luôn ha. Nòng á là 34 ly, con này 26cc nha anh em. Bình xăng của nó là có hơi vàng chút xíu mà được cái là bình xăng zin nguyên bản nha. Xăng con ga ngang quanh gồ ha. Áo đỏ ao luôn nha anh em. Cái bô lửa đó có hai lớp nha, một lớp là cái bô, một lớp là cái lớp cách nhiệt cái bô giảm nóng cho mình luôn nha. Ha, nó có hai lớp nha anh em. Tum á là tum gời, tum nhôm. Láp tay lái đầu bò đầy đủ luôn anh em. Ồ, cái cùm mà nó còn màu đỏ nguyên si luôn kìa. Quá đẹp luôn ha. V15 giá 2.000.000 chẳng nha. V16. Giòn anh em ơi, nghe quá đã luôn ha. V16 là con Mitsu TL26, nòng 33 ly, con này 26cc ha. Con này tình trạng máy nguyên bản cho anh em hết luôn nha. Con này thì bình xăng lớn zin nè, xăng con hai kim quanh gộ anh em, cực kỳ tiết kiệm xăng ha. Lốc là có nhập Made in Japan luôn. Con này tum gời, tum nhôm cho mình luôn nha anh em. Rồi, tay lái láp đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn ha, chọn bộ cho mình hết luôn. Áo thì còn đỏ ao nè, quá đẹp luôn. V16 giá 2.500.000. V17. Hai con
TL nổ quá trời đã anh em ơi, nghe sướng tai luôn ha. V17 con này là TL261 nha. Con này thì nó VIP hơn thằng 26 này ở chỗ thứ nhất là nó e tay đỏ tự động nè. Thứ hai nó dùng cái bóp nha anh em. Đây, tay đỏ tự động như mình nè. Ha, vẫn là bình xăng 2 kim zin và tình trạng máy là nguyên bản cho anh em hết luôn. Lốc có dập mắt in da băng luôn nha anh em. Vẫn xăng con 2 kim, bình xăng lớn zin luôn nè. Áo thì cũng còn đỏ ao luôn ha. Tum mới là tum gầy, tum nhôm. Đây, ga bóp gài anh em, bóp như bóp máy cưa á. Anh em bóp cái này vô rồi. Lên ga. Công tắc nằm trên tay luôn ha. Láp trắng cỏ đầu bò đầy đủ cho mình hết nha anh em. V17 giá 2.700.000. Đó, nó chỉnh lợi nó khác nhau ở chỗ là e tự động với lại ga bóp nha anh em, cho nên mắc hơn thằng V16 này 200.000 này ha. V18. V18 là con Shinawa S35 nha anh em. Một con cái dòng máy chạy cực kỳ khỏe luôn. Thứ nhất là về cái nòng và cái đồng bê tông. Con này nòng 36 ly nó tới 35cc. Cái thứ hai nói về cái độ khỏe con này là do nó máy bình xăng trên, xăng ở trên đổ thẳng trực tiếp vào bình xăng con luôn, cho nên rất là khỏe luôn nha anh em. Con này phù hợp cho những anh đi đồi, đi núi, cắt cỏ cứng, cỏ dày mà cắt bằng dây cước, dây xích rồi đó, là con này cực kỳ phù hợp cho mình luôn. Đây, tình trạng máy nguyên bản nè, xăng lớn rồi là zin hết luôn anh em. Con này nó là tum nhôm ha. Công tắc nằm ở trên cái cùm, trên cái tum luôn nè. Ba mấy cái chỗ này cho móc dây đeo nha anh em. Ốp eo còn rất là mềm luôn anh em thấy không? Rất là mềm mại luôn. Ống lắp là xoay được cho anh em 360 độ luôn. Và con này đang gắn là ga bóp nha anh em, bóp hai chế độ. Nè, cái này bóp vừa, cái này là bóp hết cỡ nè. Lắp trắng cỏ đầu bò đầy đủ luôn ha. Con này cái ống lắp nó dài khoảng 1,5 m nha anh em. Đấy, em nói cho anh em thường nó ngắn hơn bình thường là 10 cm đó. Thì anh em nhờ coi cái chiều cao của mình đó thì nó phù hợp thì anh em chốt nha. Chứ em thường mấy con máy bự này cái ống lắp phải ngắn lại nó chạy mới đầm, chứ nếu mà ống lắp nó dài nó sẽ gà gung ha. Mà nó tầm 1,5 m thì cũng xài cũng vừa chứ có không có ngắn nha anh em. V18 giá 2.800.000. V19. V19 là con Echo khủng long ăn cỏ nha anh em. Echo 253 nha. Nhưng mà phiên bản hôm nay là phiên bản đeo lưng ha. Con này tình trạng là nguyên bản cho mình hết luôn nha anh em. Nay được cái bình xăng con zin theo máy luôn nè. Nòng 32 ly 25cc. Con này chuyên cho anh em là cắt cỏ công trình, em hay nói là cắt cỏ công trình hoặc là cắt cỏ cho bò ăn này kia đó. Đây, máy bình xăng trên, xăng ở trên đổ thẳng xuống cho mình luôn. Lắp tay lái đầu bò đầy đủ nha anh em. Con này cũng là tum gầy, tum nhôm đây ha. 253 32 ly 25cc. Công tắc nằm đây nha anh em. Ốp lưng, dây đeo đầy đủ cho mình hết luôn ha. Đây, nguyên bản theo máy luôn nha anh em. V19 giá 1.500.000. V20. Tì quá giòn rồi em ơi. Con này là con Echo Yanma nha. Tình trạng máy nguyên bản nè. Con này 23cc mà nó gắn bình xăng con 2 kim luôn anh em. Con này chạy siêu tiết kiệm xăng luôn nha. Nòng 32 ly 23cc ha. Áo thì còn đỏ ao nè, không nắm khói nha anh em. Chập giật là trả lực nha. Bình xăng lớn còn trắng phiếu luôn nè. Ốp lưng, dây đeo đầy đủ cho mình hết luôn nha. Dây đeo zin luôn nha anh em. Đây, Yanma luôn ha. Tum mới là tum liền, tum nhựa. Bô còn mới chát luôn nha anh em. Áo thì đỏ ao nè. Quá VIP luôn anh em ơi. Quá đẹp luôn ha. Lắp tay lái đầu bò đầy đủ nha. Con này anh em nào dùng gia đình là lấy con này cực kỳ ngon nha. Xăng con 2 kim là cực kỳ xịn sò luôn ha. Đây, số xe ghi là 55002134 nha anh em. V20 giá 1.600.000. V21. Chạy giật quá mới luôn anh em ơi. Nè, giật trắng tươi luôn ha. Quá đẹp. Tanaka 27 ha anh em, nòng 35 ly, 27cc, con này VIP như con hôm bữa luôn.
Đây, bình xăng lớn còn tem Tanaka luôn anh em. Áo thì còn màu cam quá đẹp. Bô thì còn mới chát nè ha. Không nắm khói nha. Nồng 35 ly 27C mà nó quất thêm cái bu ghi đứng nữa thì quá ngon luôn anh em. Chụp giật trợ lực nè. Khóa xăng đồ còn đầy đủ cho mình hết luôn nha. Quá đẹp luôn anh em ơi. Tum nó là tum gời, tum nhôm ha. Đây. Tanaka dập nổi ha. Made in Japan cũng có cho mình luôn nè. Đây, ốp lưng dây đeo nguyên bản luôn nè anh em. Theo mãi hết cho mình luôn nè. Quá mới luôn anh em ơi, như một cái máy thùng luôn. Tay lái láp trắng cỏ đầu bò đầy đủ hết luôn anh em. Trắng cỏ mà cũng đẹp luôn nè. Ồ con này quá đẹp luôn anh em, quá whip luôn ha. Whip từ máy cho tới dàn khung luôn. V21 giá 2.100.000. Cuối cùng là V22 con máy đề ha. Rồi đề vẫn giật bình thường anh em. Đó, cái chụp giật này á là cái đề phòng để khi mà anh em có xài mà anh em lỡ có hết pin anh em quên sạc á thì máy vẫn giật vẫn chạy bình thường nha. Tại vì nó thêm cái đề á để giúp cho anh em đỡ bị giật nặng nề thôi. Nồng là 34 ly 26C anh em, Echo 261. Tum gời giúp cho anh em có thể tháo gời đầu máy ra anh em chế cháo nè. Ha, mà có củ đề nữa thì quá ngon luôn. Tình trạng máy là nguyên bản cho anh em, đời cũng là đời zin luôn nha anh em. Chỉ có cái bình, cái cục pin này á, với lại cục sạc pin này là mới của mình thôi. Còn đây là tình trạng nguyên bản cho mình hết luôn. Ốp lưng, dây đeo đầy đủ ha. Đây, Echo 261, số xe ghi là 001571 ha anh em. Đề á thì anh em bấm cái nút đen này nè. Là máy tự khởi động luôn. Rồi gạt qua ốp là tắt nè, gạt qua on là mở ha. Đó, cực kỳ tiện lợi luôn nha anh em. Xài thời gian, anh em đợi thấy nó yếu là hết pin đó, anh em rút cục pin ra, anh em sạc, em có tặng theo cho anh em đủ bộ này cục sạc cục pin luôn ha. V22 giá 2.600.000 nha anh em. Rồi, anh em chốt máy liên hệ số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em.